khoe sắc dịu dàng trong tiếng hót hòa mi ta đam mê hoa văn của núi bao lưu luyến nẻo bạc yêu thương. Sống sang ngọt ngào đã nói em lẫn trong hương núi hương rừng cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quê tình mà vì lẻm để nhớ trong tiếng hót hòa mi ta đam mê hoa văn của núi bao lưu luyến nẻo bạc yêu thương nghe âm vang ngàn câu ca miền quê hương em đổi mới rừng hoa ta thắt mạnh đẹp sao ngất ngây rộn ràng chờ phiên đôi đưa hẹn hò cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một Xin chào tất cả các bác nha. Chào mọi người nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà anh Trung thợ xây. Hôm nay anh Trung thì anh thịt con lợn. Đấy. Ăn khấu. Đấy. Lợn sạch các bác. Nam ở vùng nồi gì? Ai à, lòng chín chưa? Ai nhỉ? Không dẫn đấy. Bên này, nồi gì? Hả? Cháo à? À được được được. Không dẫn đấy. Ừ. Mày làm gì ấy? Đừng đun sang đây nữa. Đừng đun sang cái bên con đang đun cái đấy. Thôi cái gì mà thu vào cái củi đấy. Lông kìa. À. À các bác đang sắm cỗ. Chặt người có thịt thì giận chặt gì cháu nhiều cháu 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 chặt to lắm chặt to nó mới có thịt để mới rộng. Đấy, chặt đôi bên đấy ra là ok. Đấy, nay là lợn sạch lợn rừng thế rồi đúng không mát ăn cái bún là ăn cái gì nhá ai nhá đuôi món này nhất tỉnh nha. Ai à? Anh đâu gặm cái gì ấy? Ăn đuôi. Gặm cái gì ấy? Ăn đuôi. Đuôi à? Ừ. Ngon không? Ngon. Ai à? Buộc chỉ vào. Buộc chỉ. Ừ. Nuốt lưỡi. Đấy. À. Đấy. Đây này, đĩa này mới đĩa nhất tỉnh này. Đấy. Đấy. Cái này mới đặc sản là Việt Nam này. Cái gì ra xong rồi nấu chung hoặc. Đấy. Nhưng này bỏ ăn là cấp luôn. Đấy. 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 Đúng bữa. Ẩm thực quê hương này. Trái đâu vậy? Đấy. Thì đây. Lá đâu? Hạt thẩm Việt Nam. Dạ. Trả ra ngoài con, ra ngoài ăn bóng. Đi ra ngoài con. Ra ngoài con, bóng. Mấy bạn này nhỏ ra ngoài đi, được chưa? À. Ê. Bọng, món nào? Bọng lợn. Úi dồi ôi. Ê. Đang xiên này các bác. Vâng. Thiếu cái vừa một người.
Được đấy, nuốt lưỡi đấy. À. Anh, nuốt lưỡi chưa anh Thông? Kiếm chỉ chưa? Đấy, đây này. Này. Ẩm thực tuyệt vời ấy. Đấy. Đấy. À. Đĩa này là đĩa nuốt lưỡi. Đĩa này đĩa đặc cấp. Đĩa này ra khỏi đi đâu? Không ạ, à, thưa mọi người đi đâu? Đi tối chưa? À, đấy, gan này. Đâu có để đâu đánh nhá. Ai đấy? Để em đánh. Con tao thái cho chú đi đánh thức canh đi. Con tao thái nhá. Để con thái nhá. Làm biết thái không? Hả? À. Xin chào Hoàng Hiền. Ờ. Ông người đang làm món đặc sản à? Món thức canh đấy. Ai chả? Ờ. À. Để xem nhá, chờ xem là đánh được bao phút đông nhá. Ai chả? Không nhầm là trao tay là đông luôn. Trao tay đông luôn. Anh nhờ. Đặt tâm là không một đấy. Đấy. À. Bây giờ mới chia đầu nè. Hello. Hello. Anh đâu biết đánh không? Không á? Chúng mười, chúng mười đạt tài phết nha các bác nhé. Đang ạ mà. Món gì cũng làm được. À. Chờ trở về. Đấy, đi chưa? À. Được. Đấy, đỏ đỏ chét nhỉ. Chét luôn. Ừ. Cứ cứ đỏ đây này, ăn đi bây giờ thêm phát này. Đi đó. Bố bảo là bác phải bác phải lên tiếp bác đánh như mới được chứ bác nhờ đây em thì sao nhờ được. Thế là bác đánh chỉ vấn đề là em làm thôi chứ. Đấy. Anh Đông ở chú đổ không anh Đông gì mà. Có cái khoái đều gì. Anh chả. Đấy. Ừ. Được được. Thấy chưa? Dạ bánh. Ừ, đấy. Đơn giản á. Hôm nào chú mười dạy cháu bài nhá. Ok. Mà học món võ này. Chưa làm võ này bao giờ. Đấy. Đông rồi đấy. Đông rồi á? Đông rồi. Đấy à? Ra đây. Đâu? Đông rồi. Đừng lắc. Đông rồi. Đông rồi mà. Đông rồi. Đông rồi bỏ. Đừng lắc nữa. Đây đây. Đông rồi. Đây đây. Đâu đâu đâu. Đông rồi. Ôi. Khán giả bình luận video chúng mày rất vui tính, rất quý chúng mày. Hoàng Hiền rất chi cảm ơn các bác đã quan tâm đến chúng mày, nhưng mà à. Chúng mày thì chưa thấy cái gì đàn ơn đâu, đã được khán giả đây. Chúng mày cực kỳ quý chú ấy, à. Quý lắm. Đấy. Đây là xong rồi, dẹp xuống để vứt cái lá chuối ra. Thật chứ là tức anh Ngan đánh vịt đánh ngon ghét. Quánh cho cả Ngan vịt cơ. Đánh hết. Ai chả? Đặc cấp mà. À. Được đấy. Ê, Nam thấy lòng rồi này. Đấy. Được cái này xong được anh buồn cười. Ẩm thực ăn đấy. Ba thì có ăn ngon. Cái này thịt món gì đấy? À, cái này bắp phải chanh chưa nhỉ? Thịt tái à? Có chanh rồi. Cái đấy được rồi. Cái đấy cho rồi xong rồi cho ít nước mắm một canh mà xong mà. Ừ. Đấy. Ừ. Đỏ chét. Chết chặt luôn. À. Bà. À ăn gà đoạn đây. Đấy. À. Đấy. Không cho nữa. Đấy. Đấm này quá đặc cấp luôn đấy. Ừ. Đấm từ cát đấy. Đấy. Ừ.
Nào, đuổi rõ đi. Ra, ra. Bà Tuấn, ừ. Mang thịt vào đi. Gì? Ăn xong mang về thế. Ăn xong mang về thế. Ẩm thực đang hấp dẫn này. Ai nhìn món này chả thích luôn. À, đang đói là. Ấy, gan này. Gan lại sạch đấy. Mảnh, mảnh. Đấy. Đây. Đấy. Đây cho hướng hướng rồi, hướng rồi. Đây nào. Đấy. Đấy. Đang vớt dạ dày ạ. Đây. Đó, dạ dày ra đây. Đấy. Đây. Nồng á. Nồng kém là phải rồi. Ông Năm làm đấy là kém trăm trăm. Không phải thắng được. Đừng dở rồi ông Năm. Mình chưa cần, mình cần to đấy. Trong đầy nước. Có thể là phun nước ngoài đấy. Ừ. Không không uống nước. Hả? Không uống nước. Không uống nước à? Người dốc ở dưới à. Giòn nha. Giòn tan đấy. Ừ. Đâu đâu, thế nào con? Để muội thái. Hả? À, kia còn món nghiện nữa. Lòng nữa. À, bác Sơn nó chế nước chấm à? Đấy. Ừ. Ẩm thực đồng quê. Ngon. Ừ. Nóng hổi. Làm cái quả chanh này nó không không đắng. Thế chưa hai cái nữa. Như ăn mà đi đi. Cháu ơi. Nó cho ít một canh với ít nước mắm và ít nước mắm đây. Canh nước mắm ở đâu ấy? Trong bếp. Thế đi. Bê cái bát dạ dày để bác. Bác thái món dạ dày này à? 5B đấy, 5B này cho bác ấy. Hả? Sao canh nước mắm thì chính đây rồi. Để đây chứ. Đây nước mắm này canh vui thật, nhà anh Trung tự xây. Cũng làm mà có ít to. Hãy có chung người luôn. Ai nhỉ? Ui rồi đây này, đây là nhất tỉnh này. Ai già đấy nào, nóng bỏng quá. Ai già nhìn phát đã biết giòn tan rồi đấy. À. Đấy. À. Đấy. À kìa. Ừ. À. Đặc sản nhà quê. Hả? À. Quê hương á. Nông sản nhà quê. Bán được cắp luôn. Hả? Đây phải đồng chó đâu. Thế nóng nặng nhưng đúng kiểu đồng chó. Đông đây. À. Nồng thơm lắm các bác ạ. À. Thật sự là quá ngon luôn, thơm cực kỳ thơm. Ai chà. Ừ. Đấy. Thơm không? Người đã mùi thơm nhỉ? Ừ. Rực rỡ. Xin lỗi bà con xem video nhé. À, Trường Sơn thử miếng xem chín chưa. Nhưng mà chắc là thơm lắm. Anh chà. Bác Sơn là khán giả cũng quen rồi. Ừ. Xuất hiện nhiều video. Ẩm thực chợ viên, món tái. Đấy. À. Ừ. Đấy, nóng hổi à. Đấy. Thái hơi bỏng tay đấy. Ừ. Này mới ngon. Nó phải thế nó mới diệt khuẩn. Nhất tỉnh à. Ừ.
cháo thế nào ông? Hả? Cháo thế nào? Cá đủ rồi. Đưa bác qua. Mai mai nhé. Ôi. Bị này ừ. Ai dạ. Ê, xin chào Hoàng Hiền nhá. Vâng, xin chào bác. Vâng. Đây là món của cháu. Ai dạ. Ôi. Ôi, các bác ơi, hấp dẫn chưa? Cháu lòng thành đấy. Ừ. Tuyệt vời. Ai còn cái nòng này. Vâng. Đấy, đông vui chưa các bác? Nhà cháu nói không phải nói xấu đâu, nhưng mà một tủ hôn chắc là tầm độ tạ. Chú ghi thái gì đấy? Nem à? Đang thái thịt, thái thịt, thịt. Nào, nào. Bố để cho một tủ. À. Không có để nó ôi mất. À. Nhà chú bao nhiêu cân? Được hơn chục cân. Nhà chú hơn chục cân à? À. Ôi, ăn ít thôi. Còn để cho anh em. Chia mỗi nhà ít đúng không? Ừ, chia à. Mỗi nhà ít thì là lợn nó ngon mà. À. Được đấy. Thôi thì có mỗi người tí thì là cùng ấm tí là dọn dẹp lại. Ai nhát ga là bèn đôi mày. Mà thôi là trên tủ sớm này bổ ra cho vào tủ. Vâng. Nó ôi mất. Vâng. Đây. Ôi. Đây là phần lợn nhà chú Vĩ. Đấy, xương bè này. Đây nấu chuồn giá chua ngọt tuyệt vời. Ừ. Đấy. Ngon chưa? Đấy. Đấy dẹp vào. Đấy dẹp vào một chỗ. Cháo này. Đấy. Đấy, khóa ở dưới đi. Ừ. Cháo. Cháo là lòng lợn sạch đấy. Được, được, tuyệt vời ấy. Ừ. Đây, xong cháo cho này hả? Cháo lợn sạch đấy chứ. Đây, bà Nguyệt đây nấu từ chiều ấy. Nấu từ chiều đấy, toàn à. Đồ sạch đồ ngon đấy. Ừ. Đồ vào. Ừ. Đồ nhất. Cứ đổ vào đi. Đổ vào con tiền đi. Cháo chở hay ăn ngon. Đổ vào nhá. Đổ vào cạnh. Cứ đổ vào. Ăn được. À chưa, không có cả, không có. Đấy, đông vui chưa? Các bác thấy đông vui chưa? Woo! Ok, ok. Ok, ok, ok. À. Lên đây rồi. Ok, ok. Đi rồi. Nhà đứng vào vòng bóng này. Vào đéo ơi. Cô đồng quá. Vàng đã đi rồi. Ai chưa? Vàng thử luôn. Chú bán đấy. À. Chú bán đấy. Chú bán đấy. À. Chú bán đấy. 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 Ai ba, ai ba, à, đẹp lắm. À, mời các bác nhá, dùng bữa tối tại nhà anh Trung Thợ Xây. Đấy. Mời các bác ăn cơm cùng em nhé. Ok, mời anh Đông ngon nhá. Vâng. Ăn bữa cơm buổi tối với gia đình. À, ok. À. Xin mời các bác nhá. Mời các bác nhá. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Anh Đông ăn món này không? Đâu. Đồ đỏ. Không à? Chị máu đỏ à? Anh Đông tí hon. À, mấy kilo? À, chào chú Tiến nhá, ra chú Tiến ngồi. Ông Tiến vào trong kia rồi. Chú Tiến ngồi đâu? À, ở đây đây. À, đúa đúa đây đây đúa đây. À, đây đúa đúa đúa. Đây cho chú Vĩ, cho chú Tiến.
thịt à? Đấy là toàn thịt à? Bánh mì ớt cay quá. Ớt cay à? Không phải ớt cay đấy, tao ăn gì rồi? Không ăn nữa đấy. À. Làm tí dạ dày quá, món này nhất tỉnh. Ăn được à? Đó, à. Cháu ngồi này có chén sữa không? Tối để con nhìn thấy á. Chấm tí à? À. Rồi. Trước này chúng mày bé thì tao làm cho chúng mày ăn. À. Bây giờ mày tao già rồi, mày lớn mày cho tao ăn ớt cay. Thế ông không ăn được ớt gì? Không. Thế thì ông phải bảo chứ. Thế sao lúc đấy ông bảo là ấy, kê bát lực chấm ông. Đây đây. Ừ. Anh ông cho ăn dạ dày không? Ăn dạ dày ngon này. Ừ. Gan này. Đó. Đây cháo kia. Chén cháo. Đây chú ý vất vả nhé. Đấy. Nào. Đấy, vất vả qua đi qua. Được bác cho ăn. Đây, 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 để gần gần cho các bác không? Cho món này trung tâm, món này nhất tỉnh nhất này. Đấy. Món này nhất tỉnh nhất. Hiền ăn đây. Con nó chuẩn bị đấy bạn. Hiền nó bay nữa. Chuẩn nó ra bay nhá. Nó bay nổ luôn luôn đây. Đá là hộ mấy ngày. Đó. Ừ. Bác ăn cỗ trong nhà. Tuyên cơm tuyên. Ngồi luôn em. Ngồi đấy à? À. Già ốm yếu đấy, già đi. Hả? Đâu ta. Đấy. Ai già? Bắt căng đấy hả bác? Ai già? Ôi. Nhìn đi chưa? Anh đang ăn xương không? Đây đấy. Ui cái này cực ngon rồi. À. Rồi. Hả? Mời chú Mỹ. Vất vả. À, đứng tỏ anh Đông quý chú Mỹ ấy nhờ. Vất vả. Được, được. Chú Mỹ xin hết. Đó là nằm miếng gan các bác. Các bác ăn gan không? À. Rồi. Đấy. À. Gan đọt sạch nhá. Chấm ớt này. Mắm ớt. Tuyệt vời. Ngon quá. Tuyệt vời. Này nấu không ngon đây thì có thể ăn rồi. Hả? Ngon ngon. Dừa trắng miệng rồi. Qua đi. Qua đi. Qua đi. Qua đi. Dạ. Canh gì anh? Canh du hào. Đúng rồi á? Ừ. À. Trong đi hoan này bắt nào phải canh mới chán được. Bắt được bài rồi. Đây. Được rồi. Đấy, này. Ok ok. Mời gần rồi, bác một chút Vĩ. Ngắp vào đường. Hả? Rồi. Hả? Ngắp vào đường. Đây món thịt sống này. À. Anh chưa ăn thịt sống không? Không. Thịt tái à? Hả? Đây rau đây. Đấy, cháo này. Hai bát cháo vậy. Chịu. Ok ok. Đây. Đấy. Đây thịt. À. Đây bên này có thôi. Đây à? Thoải mái đi. Anh ông chị miếng biết miếng gì không? Bên này à? À. Ai à, được. Được 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 được. Được. Lại làm miếng dạ dày nữa cho nó rực rỡ các bác. Miếng này giòn nhất này. Đó. Đó. Ngon. Đây đấy. Đó. Đấy bà nhỏ vào. Cái quả cật. Thôi. Lại ăn miếng gan nữa. Cắt cơn em dạ dày. Mình chỉ gan mới dạ dày. Gan nợ không ăn cá mà nó thơm. Mấy ở gan này đáng cho vào nhồi cháo ăn ngon. Ô, chú Tiến là chạy đâu à? Nhà khách. À. Ông Vi. Đây. Ăn xong rồi chén xong rồi chén món Mikino. Trường bói thì làm bát cháo nhỉ? Đây thì ở đây. Đấy. Thái chế
Mít kilo. Ăn đi. Nhiệt tình đi nha các bác nhá. Nha. Nhiệt tình đi. Ăn gì ngon đấy. Đây chấm nó phải xanh xanh một tí này. Cay quá. Như từng nam luôn, từng nam các bạn ăn tốn cay. Đấy. Ý, nó làm tăng hơn trong kia tôi rồi luôn. À. Loài ra được ba đứa cháu chết ớt ăn nước cả. Đại gia nơi hả? Báo mà không có ai biết nó bằng con là nơi rồi. Đau đỏ dày hay là... Ngoài điện nó sẵn đây không? Cái thằng dạ. Thằng con nhà Thọ luyện ăn ớt cũng ăn ớt như bề mặt móng toàn ớt vào mà nó bảo để đấy thằng gì đây nào đây rồi không phải là trình bán cơm ơi, bán cơm đi nóng cỏ ra con cỏ thôi à nóng cỏ đây à đang vào. Bán cơm anh. Đây chào có rồi, cảm ơn. Cái canh này. Chú quán không chóng ăn đâu. Bát gì? Đũa. Đấy. Đưa bát ra canh à. Cái canh à? Đưa bát ra. Ồ đây, đây. Mâm này không biết cái canh mấy. Có rồi bác. Tuyên ngồi trong kia à? À. Đòi hỏi những người lớn nhỉ? Ừ. Đây anh Trường đây. Cuối năm rồi có cưới không? Ăn đây. Xì rồi. Bán cơm nhỉ đâu? Bán cơm nhỉ đâu? Bán cơm nhỉ đâu? Bán cơm nhỉ đâu? Cái cặp này phải bóc ấy. Anh đang ăn mạnh nên là bắt được cơm đi nhá. Ăn no mà. Nhá. Bánh no có sức ấy. Đến là không làm. Con này đầy lòng. Con này nhiều lòng. Không biết là độc canh đấy. Đây các bác mít kilo ơi. Thích tiết canh à? Ai chả? Nam ăn được tiết canh à? Ăn được không? Tuyên ăn, Tuyên với Huy ăn được không? Tuyên ăn được Huy thôi à? Trà ăn được không? Con có à? Không à? À? Đấy. Đấy. Rất đông vui các bạn, tình cảm lắm. À, xin chào. À. Dạ bác có. À lê. Ừ. Đi hay đâu mà nấu ăn đi. Bữa sáng đi hái được 3 lần thì hái 3 lần. Kiều đi. Kiều đi qua đó ông về ông quát. Ông quát bà đi. Ai vậy? Mai đi. Bạn ăn. Các bạn. Đâu mà em biết. Đâu. À. Làm đi cháo bác ạ. Nào nào đi cháo. Trong nhà. Anh đâu ăn cháo không? Ăn cháo không? Múc cháo cho. Anh thích ăn cơm à? Mát cháo cho nó tình cảm lãng mạn. À, các bạn ăn cháo đi. Mời các bạn nghe. Hấp dẫn chưa? Nuốt nữa nha. Ông đi chạy đồ à? Để thằng mở cổng à? Con nhé, con ăn xong rồi à? Xem một miệng được cám dập nó xuống rồi chưa?
Ờ, thêm thuốc viện nhá. Nấu thái chuối ra xong bắt đầu là khuấy cám rộng làm sao. Ừ, thế thì làm sao mà bỏ nó béo được. Đó. 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 Chắc tầm lâu cái móc rồi. Nghe to lắm rồi. Hai con đi ăn hết một bao cám rồi đấy. 480 nghìn. Nó ung nhanh ngứa. Nó ung bé bé, ung nhanh ngứa. Ờ, cái hôm lắp cái cửa bán tôn đấy. Vâng em ơi. Vào đây. Vâng, vào đây. Vào đây. Đây, chú ngồi bắn cho đại ngồi. À, đây đại ngồi đây này ừ. À, đây. Đấy. Bắn tiếng trùng như gió. Và nên bác cho một cái đùi gà, thế cho phải cho tất cả các bạn một cái đùi gà đấy, một bát cứ ăn hết, chưa đấy không nấu cơm. Rồi, hôm nay còn sáng nữa. Đó. Rõ nét luôn nhỉ, quay trời tối nét đấy. À. Mít kilo. Không nhớ. Đưa. Vâng. Cái cháu, anh chồng. Cháu luôn. Ôi cao tiêu chuẩn. Ngắn luôn. Cao nhất anh chồng bái. Cháu mượn chưa bái, bái. À. À, múc cho anh Đông thì hoàn cái canh. Thằng Nam cao chứ. Nam ăn ở trong đây. Bây giờ là bắt Hiền đi. Lo cho anh Đông tí hòn. Mấy bát rồi? Hai à? Bát nữa nhá. Ba bát nào nhá. À. À. Chén mạnh lo. Đủ tí là mấy bát rồi? À, mấy bát rồi? 4 bát rồi. 4 bát rồi. Đấy, anh Đông phải chén nó 4 bát. Nhá. À. Đấy. À, ăn mạnh nhá. À. Cháo này. 3 bát cháo, 1 bát cơm. Đây đây, đây anh múc cho. Đây, em múc đây. Đây anh cầm cho, múc đây. Múc luôn đây. Lúc ấy tớ ông Huy cho thêm nước mắm rồi mà. Tôi cho rồi. Nhưng mà vẫn nhạt. Không, ăn hết là vừa. Ừ. Ăn thêm cái sợi nước tiết này. Không nấu đấy này là phải. Em làm bát này. Ôi, trong nhà các bạn nó uống rượu. Ôi. Ôi chú thím ăn cơm đi. Nó đấy. Ít đây. Anh đâu bán nữa đây? Anh bán nữa đây? Thôi. Hả? Rồi. Chén mạnh nhìn. Rồi. Ít quá. Hả? Ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào cho lớn. Ăn nhiều vào cho lớn.
Ăn nhiều à? Gọi là béo. À. Rồi chào các bác nha. Em chào các bác các bạn khán giả. Lo chưa anh chồng? Lo rồi. Lo chắc chắn chưa? Ừ. Lo căng diều chưa? Căng luôn. Chắc chắn rồi chứ? Ừ. À. Coi nhà mình bù chê. Ừ. Quay về. Ừ. Ngủ rất thật ngon đấy. Ừ. À. Ừ. Ngủ rất các bác ạ. Gặp chú Mười này. Gặp chú Tiến này. Chú Vĩ này. Chú Vĩ này. Chú Sơn này. À. Vui, anh vui như này chứ. Anh Trung thợ xây này. Ừ. À. Cực vui. Ừ. Đó. Rồi, Hoàng Yên quay về và Hoàng Yên xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Yên. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Yên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác nha. Em chào các bác, các chị bạn khỏe nha. À, chúc bác ngủ ngon đấy. Ừ, chúc bác các chị ngủ thật ngon nha. À. Mà dậy sớm nha. À, dậy sớm à? Thể dục. À, thể dục, nâng cao sức khỏe. Ok, ok. À. Rồi, chào các bác nha.